Set thứ hai, bên phía của Bắc phát bóng trước. 15 tới. Lưới lưới lưới. Điểm Bắc 1-0. Bắc lớn lên. Không. Pha đập bóng rất mạnh của Hiếu. Một điều. Phát ngoài, hai điều. Và là bóng tốt. 3-2. Tiếp tục là 3 đều. Trí miền Tây đã xuống phát. Đưa tới Bắc là gọn nhẹ gọn lẹ. 4-3. Điểm Bắc 5-3. Không ai theo trắng hết mà đến ngoài. 5-3. Phát bóng vào lưới 4-5. Rồi. Bắc. Quá nhẹ nhàng tình cảm. Điểm Bắc 6-4. Thủ tốt quá. Đâm dỗ. Điểm Bắc 7-4. Ôi trời ơi. Điểm Hiếu 5-7. Chỉ phát bóng vòng qua lưới 8-5. Đổi sân. Tám năm đổi sân xong. Hiếu đập bóng tốt. 6-8. Bóng bạc trắng rồi. Không ai đỡ được.
Điểm bật chính sau. Chân bóng ngoài. 7-9. Pha bóng vừa rồi Trọng Hào cắt 8-9. Bắt gõ nhẹ không qua được tay trắng của Hiếu à. 9 điều. Vậy coi nó mới hay. Trời ơi, trống trắng nữa rồi. Điểm bắt 0-9. Bên đây bắt bài Hiếu qua, bắt bài bên đây đánh số 4 mà về truyền lại số 2, truyền bắt nữa. 0-9. Chắn bóng rơi trong sân. Điểm bắt 1-9. Hết câu qua lưới. 10-11. Bắt vẫn phong cách cũ, nhẹ nhàng tình cảm. 2-0. Wow. 3-0. Khen cho pha phòng thủ vừa rồi bên phía của Bắc. Tất cả các vị trí đều phòng thủ rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Ba không. Bốn không. Không qua lưới. Điểm Hiếu 1-4. Kết thúc bắt thắng set thứ hai 15-11.